Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giật Kết Sổ trên kênh truyền hình SBNC. Và như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý ở phần 2 của chương trình. Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6 tới đây, tập đoàn Lộc Trời sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên và theo đó thì tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu kinh doanh của năm 2016 này với doanh thu thuần là gần 9.400 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2015 và lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là hơn 550 tỷ đồng và 420 tỷ đồng, tức là tăng 28% và 33%. Vào năm 2015 vừa qua thì tập đoàn Lộc Trời đã đạt doanh thu là hơn 7.800 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 78% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là gần 320 tỷ đồng và đạt gần 70% kế hoạch và cổ tức dự kiến là 30% bằng tiền mặt tương ứng với 201 tỷ đồng. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì Standard Chartered Private Equity cũng đã chuyển nhượng gần 17 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Lộc Trời cho nhà đầu tư Marina Việt, tương đương với 25,2% vốn điều lệ của công ty. Thưa quý vị, công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3 tháng 2 C32 vừa công bố báo cáo trở thành cổ đông lớn tại công ty cổ phần Hóa An DHA. Và cụ thể thì C32 đã mua vào hơn 620.000 cổ phiếu của DHA, qua đó nâng số lượng cổ phiếu mà DHA nắm giữ lên 1,36 triệu, tương ứng với tỷ lệ là trên 9%. Giao dịch đã được thực hiện vào ngày 27 tháng 5 năm 2016 vừa qua. Và kính thưa quý vị, hiện tại thì C32 đang là cổ đông lớn thứ hai tại DHA, xếp sau Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 FICO với tỷ lệ sở hữu gần 25%. Và C32 cũng như DHA cùng là doanh nghiệp khai thác đá và hoạt động chủ yếu tại Bình Dương. Trong đó thì DHA đang sở hữu 3 mỏ đá với tổng trữ lượng là 18 triệu mét khối, chiếm gần 1/3 trữ lượng khu vực Đông Nam Bộ. Thời gian hoạt động các mỏ được cấp phép đến năm 2020-2025 và đây chính là lợi thế lớn của DHA so với các mỏ chính của các công ty khác như là Núi Nhỏ, C32 hay là Khoáng Sản Bình Dương. Và năm 2016 này thì DHA đã đặt kế hoạch lãi sau thuế khoảng là 30 tỷ đồng và trong quý 1 vừa qua công ty đã ghi nhận lợi nhuận là 8,5 tỷ đồng và hoàn thành 28% kế hoạch đề ra. Kính thưa quý vị. Công ty cổ phần Trafaco TRA vừa thông báo lịch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng. Và theo đó, vào ngày 13 tháng 6 là ngày đăng ký cuối cùng, TRA sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ là 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10 tháng 6 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là từ ngày 8 tháng 7. Trước đó, thì vào tháng 3 năm 2016 vừa qua, TRA đã tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ là 20%. Và danh sách cổ đông trên thì TRA cũng sử dụng để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể thì TRA dự kiến phát hành 9,87 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ là 14. Số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ bị loại bỏ. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016 này vừa được thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên thì công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 2.100 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 210 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ công ty cổ phần Vĩnh Hoàng VHC, trong tháng 5 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt mức cao kỷ lục với 28,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Và giá bán cá phi lê tăng gần 15% so với quý trước, trong khi đó khối lượng xuất khẩu cũng tăng trên 50%. Lợi nhuận trong quý 2 của Vĩnh Hoàng do đó sẽ đạt mức khả quan và dự kiến kim ngạch xuất khẩu này sẽ được duy trì trong thời gian tới nhờ nhà máy Vũ Đức Tiền Giang bắt đầu đi vào hoạt động. Nâng công suất của công ty là đã tăng 25%. Nhà máy được khởi công vào tháng 5 năm 2015, dự kiến hoạt động từ cuối quý 2 năm 2016 với công suất chế biến là 150 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Sản phẩm chính của nhà máy là cá phi lê, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, dầu cá hay là kho lạnh. Và Hội đồng Quản trị của Vĩnh Hoàng cũng đã thông qua việc chi cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 15% bằng tiền, trong đó 5% cổ tức còn lại của năm 2015 và 10% là tạm ứng cổ tức của năm 2016. Thời gian chốt quyền là ngày 15 tháng 6 năm 2016, ngày chi trả là ngày 8 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ mới đây cho biết một số hãng sản xuất ô tô hàng đầu như là Toyota, Fiat, Chrysler, Volkswagen và Mitsubishi vẫn đang bán ra thị trường những dòng xe có gắn thiết bị túi khí bị lỗi của Takata. Và báo cáo của Ủy ban này cũng nêu rõ việc bán ra những dòng xe này là hợp pháp, tuy nhiên phải được triệu hồi từ nay đến năm 2018.
Và tháng trước thì Takata đã thừa nhận khuyết điểm trên gần 40 triệu sản phẩm tại Mỹ. Vào tuần rồi thì 8 nhà sản xuất xe hơi hàng đầu cũng đã ra lệnh triệu hồi 12 triệu chiếc có liên quan. Và theo công bố của cơ quan chức năng, những sản phẩm của nhà sản xuất túi khí Takata Nhật Bản được cho là có thể phát nổ và bắn kim loại vào người ngồi trên xe hơi khi bị bật ra. Và lỗi này đã khiến cho Takata từng bị nghi ngờ có liên đới trách nhiệm đến 13 trường hợp thiệt mạng và hơn 100 số ca bị thương vì tai nạn xe hơi trên toàn cầu. Thưa quý vị, Bloomberg đưa tin tập đoàn tài chính HSBC Holding PLC sắp tới sẽ tiến hành cắt giảm một số vị trí cấp cao của mảng ngân hàng đầu tư. Và động thái trên tiếp tục kéo dài kế hoạch cắt giảm chi phí trên toàn hệ thống của tập đoàn tài chính có trụ sở tại Anh Quốc này. Và cách đây một năm thì CEO của HSBC đã công bố bản kế hoạch có lộ trình thực hiện trong vòng 3 năm với mục tiêu giảm thiểu chi phí và cắt giảm nhân sự lên đến con số là 25.000 người. Và việc đón nhận bản báo cáo tài chính khả quan hơn dự đoán trong quý 1 năm nay đã giúp lãnh đạo tập đoàn tự tin vào những kế hoạch thực hiện những mục tiêu tương tự vào năm 2017 tới. Và quý 1 vừa qua thì lợi nhuận của mảng ngân hàng đầu tư của HSBC mặc dù giảm khoảng 15% nhưng được xem là một kết quả tích cực hơn so với ước tính ban đầu. Và kính thưa quý vị, ngoài việc cắt giảm nhân sự cấp cao của mảng ngân hàng đầu tư thì HSBC cũng sẽ thu hẹp nguồn vốn tài chính dự định rót vào đây. Kính thưa quý vị, hàng loạt những nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ đón nhận bản báo cáo tháng 5 đáng thất vọng khi mà những quan ngại về nhu cầu tiêu thụ của thị trường tiếp tục dâng cao. Và kết quả cho thấy trong tháng 5 vừa qua, doanh số của General Motors giảm 18%, trong khi một cái tên khác trong ngành là Ford cũng giảm hơn 6%. Những con số này đều cao hơn một cách kém lạc quan so với dự đoán trước đó của các chuyên gia, lần lượt là 13% và 4,9%. Và thưa quý vị, top 6 những nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đều đối mặt với tình trạng tương tự tại thị trường Mỹ trong tháng 5 vừa qua. General Motors cho biết họ chỉ bán được 22.000 xe trong tháng qua, đồng thời đánh dấu mức suy yếu tồi tệ nhất trong vòng 2 năm. Những kết quả này hoàn toàn đi ngược lại với bản báo cáo hồi tháng 4 và triển vọng lạc quan về đà tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng. Cổ phiếu của những nhà sản xuất ô tô đã trượt dốc trên sàn chứng khoán sau khi đón nhận những thông tin này. Trong đó thì cả General Motors và Ford đều mất trên dưới là 3% giá trị cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 6, thưa quý vị. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ xanh sàn trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 6 nhờ lực đẩy từ các dự kiện kinh tế lạc quan của tháng 5. Và chốt phiên thì cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều giữ được đà tăng nhẹ. Riêng Nasdaq đã trải qua phiên thứ 6 liên tiếp tăng điểm. Và thưa quý vị, hầu hết các chỉ số của chứng khoán Mỹ đã có một phiên hồi phục sau khi số liệu vừa được công bố cho thấy hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đã tăng trưởng tháng thứ 3 liên tiếp. Thị trường nhờ đó phần nào diễn biến tích cực trong bối cảnh giá dầu đang quay đầu giảm và 7 trên 10 chỉ số chính của S&P 500 đều giữ được sắc xanh, trong đó dẫn đầu thuộc về nhóm ngành viễn thông. Và nằm trong xu hướng tăng thì tin vui đến với Michael Kors khi mà giá cổ phiếu đã tăng đến gần 7% khi thương hiệu thời trang cao cấp này báo cáo doanh số quý 1 đầy lạc quan. Còn ở chiều ngược lại thì doanh số của ngành sản xuất ô tô trong tháng 5 suy yếu đã kéo theo đà lao dốc của nhóm cổ phiếu thuộc ngành này. Cổ phiếu của hai nhà sản xuất là General Motors và Ford giảm lần lượt là 3,4% và 2,8%. Và bức tranh toàn cảnh hơn về nền kinh tế Mỹ sẽ được thể hiện sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ 6 này. Và đây sẽ là một trong những chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed trong cuộc họp giữa tháng sắp sửa diễn ra tới đây. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á đã trải qua một phiên giao dịch giằng co với nhiều chỉ số diễn biến đan xen trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 6. Và khép phiên thì chỉ số KOSPI của Hàn Quốc và Shanghai của Trung Quốc may mắn giữ được sắc xanh. Trong khi đó thì SX 200 của Úc và Nikkei của Nhật Bản lại đỏ sàn. Và thị trường Nhật Bản đã giảm điểm sâu nhất trong phiên ngày 2 tháng 6 này tại châu Á sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố hoãn lộ trình nâng thuế tiêu thụ đến năm 2019. Phản ứng trước thông tin này thì đồng yên đã ngay lập tức tăng giá khiến cho chứng khoán Nhật Bản không tránh khỏi một phiên rung lắc mạnh. Nhóm cổ phiếu của các nhà bán lẻ lao dốc, trong đó thì cổ phiếu của Takashimaya và Fast Retailing mất đến gần 3% giá trị trong phiên. Còn cổ phiếu của hãng sản xuất túi khí Takata của Nhật Bản thì cũng giảm đến hơn 5% trong phiên này sau khi Ford Motor tuyên bố sẽ triệu hồi 1,9 triệu xe có gắn sản phẩm túi khí bị lỗi của nhà sản xuất Nhật Bản này. Ở một diễn biến tương tự, thưa quý vị, thị trường Úc đã bị kéo lùi bởi nhóm ngành năng lượng. Giá dầu thô trong phiên giao dịch tại châu Á đã tiếp tục giảm thêm 0,12%.
Theo đó thì cổ phiếu các đại gia dầu khí tại Úc như là Santos và Woodside Petroleum đã không tránh khỏi một phiên đỏ sàn và giảm lần lượt là 2,3% và 0,59%. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 của chương trình và cùng gặp lại chuyên viên chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.